Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc bươu đen Đồng Tháp. Hôm nay em xin gửi đến bà con về tập 1 trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi ốc bươu thương phẩm. Trong cái tập 1 này, em xin gửi đến bà con 3 cái nội dung chính sau. Thứ nhất đó là một số lưu ý khi bà con thiết kế một cái ao nuôi ốc. Thứ hai đó là kỹ thuật để xử lý ao sau khi đào. Và thứ ba, em xin gửi đến bà con các cái loại cây cần thiết để chúng ta trồng có thể làm giá thể và thức ăn cho con ốc. Thì hiện tại là bên em đang tư vấn và thiết kế một cái số ao cho bà con nuôi với quy mô công nghiệp. Thì nhân dịp này bên em quay lại chia sẻ cho bà con từ lúc thiết kế cho tới thu hoạch để bà con có thể nắm bắt được một số kỹ thuật cũng như biết được một số thuận lợi cũng như khó khăn khi chúng ta tiến hành nuôi con ốc với quy mô lớn. Thì hy vọng là bà con đón tiếp video cũng như là đóng góp một số ý kiến để bên em có thể thực hiện tốt hơn. Em xin vào cái nội dung đầu tiên, đó là một số lưu ý khi chúng ta thiết kế một ao nuôi ốc. Lưu ý đầu tiên đó là về cái độ sâu của cái ao. Thì khi nuôi ốc thì chúng ta nên thiết kế cái độ sâu của cái ao là từ 0.3 đến 0.5m, như vậy thì sẽ đạt hiệu quả hơn. Nếu mà bà con thiết kế sâu hơn thì sẽ làm cho con ốc nó dễ bị hao, sâu quá là nó lên không được là nó hao. Tốt nhất là bà con cứ nuôi tầm khoảng 0.5 đổ lại. Ở trong miền Nam này thì chúng ta sẽ không có cái gặp hiện tượng là nắng quá, nên bà con không sợ, nuôi ốc của chúng ta chỉ cần 0.5 đổ lại thôi, nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Cái lưu ý thứ hai đó là về cái độ lại của cái bờ. Thì để mà nuôi con ốc nó có sinh sản được tốt thì chúng ta cần phải có cái độ lài. Cái bờ phải có độ lài để nó bò lên. Thì cái độ lài của cái bờ nhất thiết là nó phải trên 45 độ. Cái bờ nó càng lài thì càng tốt. Nếu mà cái bờ mà nó dốc quá là con ốc bò lên rất là khó. Thì bà con nên lưu ý về cái độ lài. Còn cái độ cao của cái bờ thì tùy theo bà con múc thôi. Thì ở đây do cái mực nước chúng ta cao lên có 0.5m thôi, nên cái bờ tầm khoảng 1m độ lài là được. Độ rộng của bờ tùy vào cái nhu cầu của bà con. Và xin qua cái lưu ý thứ ba, đó là về cái diện tích. Thì bà con nên thiết kế một cái ao có diện tích là nhỏ hơn 1.000m² để chúng ta dễ kiểm soát, dễ ngăn ngừa các cái loại thiên địch ăn con ốc. Với cái ao như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu gào lưới để ngăn các cái loại thiên địch như là con chuột, con ếch thì nó sẽ ăn con ốc nhỏ nha bà con. Thì lớn thì nó cũng ít ăn lại, nhưng mà ốc nhỏ thì chắc chắn con ếch nó sẽ bắt ao ăn.
và con chuột thì bự nhỏ gì nó cũng ăn hết. Nên chúng ta cố gắng là thiết kế một cái ao nó phải nhỏ hơn 1.000 mét vuông để chúng ta thuận tiện trong quá trình kiểm soát và quản lý. Lưu ý kế tiếp em muốn gửi đến bà con đó là khi bà con thiết kế một cái ao mới hoàn toàn để ốc á, thì bà con nên tận dụng các cái ruộng lúa. Nếu mà cái ruộng của bà con giữ nước được khoảng nửa mét thì bà con có thể tận dụng làm luôn, không cần phải múc. Còn nếu mà múc thì chúng ta chỉ cần be bờ và chúng ta nên múc cái dòng ngoài đắp lên. Bà con không nên múc ở phía trong, múc ở phía trong thì nó lên cái phèn. Mà múc mới hoàn toàn như một cái ao nuôi cá là chúng là rất là khó để nuôi ốc, nó sẽ lên phèn. Ở đây bên em múc ở phía ngoài đắp lên, là ở phía trong cái lồng của cái ao này là không có múc kia bất cứ gì hết, nó vẫn còn được cái đất tự nhiên. Đây là đất ruộng nha bà con, ngày xưa là làm ruộng. Như vậy thì chúng ta sẽ trồng thủy sinh và xử lý nuôi nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà múc mới hoàn toàn là rất là lâu, phải 3 tháng nó mới hết được phèn. Đây là một số lưu ý mà bên em gửi đến bà con để tham khảo trước khi thiết kế một cái ao nuôi ốc. Bên em cũng đã tư vấn và nhiều rồi, nên rút ra cái kinh nghiệm là thiết kế như thế này thì sẽ nuôi nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Nếu mà chúng ta làm đào như một cái ao nuôi cá thì rất là khó để nuôi. Đào sâu quá thì cái lên phèn mà trồng thủy sinh rất là khó. Nuôi vẫn được nhưng mà nó không đạt hiệu quả khi chúng ta thực hiện như thế này. Và em xin qua cái bước thứ hai đó là các kỹ thuật xử lý ao. Thì khi mà bà con đào xong cái ao thì cái bước xử lý ao là bước rất là quan trọng. Đó là chúng ta sẽ dùng vôi để chúng ta xử lý phèn. Khi mà đất chúng ta đào lên thì nó sẽ lên phèn, bảo đảm đất nào cũng vậy. Ở đây bên em múc ở ngoài đắp lên, ở trong không có múc. Thì lên cái bờ này là nó có phèn này thì cũng phải tiến hành cái vôi. Vôi thì chúng ta sẽ xử lý với cái liều lượng là ghi trên cái bao thôi. 1.000 mét vuông là từ 100 đến 200 kg. Ở tập trước thì em cũng có giới thiệu đến bà con về cách để xử lý sử dụng vôi để xử lý phèn. Chúng ta nuôi thủy sản á, mà sử dụng vôi để xử lý phèn á, là một cái kiến thức rất là cơ bản rồi. Thì sau khi mà xử lý phèn xong rồi á, dùng vôi để xử lý phèn thì bà con sẽ tính tới cái chuyện đó là xử lý ốc bươu vàng. Ở đây là cái ruộng thì lúc nào cũng phải có ốc bươu vàng. Con ốc bươu vàng nó phát triển rất là nhanh. Khi mà đẻ ra là nó còn nhỏ hơn cây tâm á, nhưng mà nó phát triển tầm 2 tháng 2 tháng rưỡi là nó bắt đầu sinh sản luôn. Bà con lưu ý là con ốc bươu vàng á là con đực và con cái nó đều sinh sản được, nó là lưỡng tính. Như con ốc bươu đen của chúng ta là chỉ con ốc cái nó sinh sản, nhưng con ốc bươu vàng là ốc đực ốc cái đều sinh sản, và từ lúc nó nở ra cho tới lúc sinh sản là tầm 2 tháng rưỡi thôi. Nó ăn lớn và rất là nhanh. Thì khi mình xử lý ốc bươu vàng á, là bà con nên sử dụng cái loại cái thuốc diệt ốc dạng thức ăn. Thì chúng ta gãi xuống là con ốc nó ăn nó sẽ chết. Và khi ăn không hết thì chúng ta phải nên vớt ra, chứ để bà con đừng có phun thuốc. Nếu mà chúng ta phun thuốc mà diệt ốc bươu vàng á, là chúng ta phải xả cái ao rất là lâu, phải mấy tháng à, nếu không nó còn ở đó là chúng ta đưa giống xuống là nó sẽ hủy tiền hết. Em xin qua cái nội dung thứ ba đó là chúng ta sẽ tiến hành trồng các loại cây thực vật để làm thức ăn cũng như là giá thể cho con ốc nó sinh sống. Nó ăn thực vật, nó ăn các loại thực vật thì chúng ta phải trồng thực vật, tận dụng cái bờ đất trồng thực các loại cây để làm thức ăn. Và ở dưới ao thì chúng ta phải trồng thủy sinh để làm giá thể cũng như là làm thức ăn cho nó luôn. Xin gửi đến bà con cái cây đầu tiên mà chúng ta có thể trồng ở cái cặp các cái bờ đất, đó là cây phai mì. Thì cây phai mì này là chúng ta sẽ tận dụng cái lá. Đầu tiên là cái lá là con ốc rất thích ăn. Nó là một loại cái thức ăn giàu đạm cho ốc luôn.
Và khi mà cái mì nó lớn lên nhiều thì chúng ta sẽ tận dụng cái củ. Cái củ thì chúng ta chỉ cần sắc ra để xuống là nó ăn luôn. Nó ăn nó sẽ bổ sung tinh bột cho ngốc. Và cái loại cây thứ hai bên em muốn gửi đến bà con đó là cây đu đủ. Thì cây đu đủ là chúng ta sẽ tận dụng có thể là tất cả, từ lá, trái cho tới cái thân. Nhưng bà con mà muốn mà nhử con ốc, bà con chặt cái thân đi đu đủ để xuống chừng 2-3 ngày nó mua dữ lắm. Còn nếu ăn thì chúng ta cho ăn lá. Ăn lá thì lá già là vàng để xuống nó ăn. Lá non thì nó chưa ăn, 2-3 ngày sau nó mới ăn. Còn trái thì ok rồi. Trái thì chúng ta nên cho ăn trái chín. Trái già thì nó cứng, nó ăn chậm, còn trái chín ăn rất là nhanh. Rồi, em muốn gửi đến bà con cái loại cây thứ ba thì chúng ta sẽ trồng ở dưới ao, đó là các loại bèo. Bèo sẽ làm giá thể cho ngốc nó bám, các loại bèo, bèo hoa dâu. Còn đặc biệt là bèo cám giảm rất là cao, con ốc nó ăn rất là nhanh lớn. Thì khi mà bà con vớt tự nhiên vào để nuôi á, thì bà con chú ý là ốc bu vàng. Ốc bu vàng nó bám vô bèo, nó bám rất là nhỏ nên bà con không thấy nên chú ý. Và cái loại cây tiếp theo đó là cây ấu. Các loại bèo mà khi mà con ốc nó trưởng thành á, nó ăn rất là dữ. Nó ăn chừng vài bữa là hết bèo, thì chúng ta nhất thiết phải trồng thêm ấu để cho nó làm thức ăn cũng như là làm mát nước, làm giá thể cho con ốc luôn. Thì cây ấu là loại cây thích hợp, bên em đã thử rất là nhiều nhưng thấy cây ấu là cây thích hợp nhất. Và tiếp đến đó là cây rong đuôi tròn nha bà con. Thì cây rong là con ốc cũng rất thích ăn. Nó cũng là một phát triển cực nhanh, cũng làm giá thể, ổn định nguồn nước, lọc nước. Thì cây rong đuôi tròn hiện tại một số nơi nó không còn nữa, phải tìm dữ lắm mới thấy được nó. Nhưng mà con ốc nó thích ăn. Đây bên em đã cho thí sinh vào trồng cũng được một tuần rồi. Nó cũng bèo nó phát triển rất là tốt rồi. Ấu thì nó cũng chưa có phát triển nhiều. Chỉ có bèo là đưa xuống là chúng ta đưa phân vào thì nó phát rất là nhanh. Như thế này thì tầm khoảng 15 ngày nữa bên em sẽ bắt đầu xuống giống. Rồi có cái ao này là dài 60m và bề ngang là 12m. Sẽ xuống 100.000. 100.000 con giống ở cái ao này. Còn một cái ao ở phía sau nữa, nhưng mà nó bị nhiễm ốc bu vàng nặng quá nên cũng chưa xuống giống, thì sẽ bắt đầu xuống giống trước ở cái ao phía trước này. Còn cái ao phía sau này sẽ xử lý thêm. Vì ốc bu vàng nhiều quá thì xuống giống rất là khó. Thì ở tập sau thì bên em sẽ bắt đầu xuống giống và chia sẻ với bà con về cách thức để xuống giống như thế nào. Và thôi thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Còn nếu bà con nào mà có đóng góp gì thì bà con có thể để lại dưới bình luận, bên em sẽ trả lời cũng như có thể làm video để trả lời những cái thắc mắc cho bà con luôn. Rồi, rất cảm ơn bà con. Xin chào bà con. Hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.